mẹ làm đó, mẹ làm đó. Ra đây mẹ làm đó. Nè, ngồi đây, con ngồi đây. Ở đây mẹ làm. Ngồi đây. Ở đây mẹ làm. Thôi na nào, na ngồi đây. Đây nè. Đừng nghỉ thế con. Không nghỉ thế, không nghỉ thế. Nào. Nào. Đang ra đây ngồi mẹ. Ngồi đây. Ngồi đây mẹ. Không nên nghỉ cả thế. Nha, đừng nghỉ đấy. Không được nghỉ đấy đâu con. Nào, ô nào xuống như mẹ làm nào con. Dối chỉ mẹ không làm được nào. Không ngồi đây. Ngồi đây. Ngồi đây. Ra đây ngồi nào. Ngồi đây mẹ đi. Ngồi đấy. Chết rồi. Không, không nghịch được, không nghịch được. Ra đây. Không thì con ngồi yên đây. Ngồi đây mẹ. Ngồi đây. Không được nghỉ lên. Ra không có là nghịch vào đây rồi đấy này. Rút điện ra mày pha sữa cho bố nào. Rồi. À, đi pha sữa nào. Sữa. Không cho mẹ làm. Bỏ sữa thôi. Đói nổi vậy cơ à? Nà. Không được lại đây nha. Nước sôi đấy. Chưa? Một nãy sữa là tiên cơm nha. Ừ, là đưa mẹ làm nào. Nào. Thế là nhà uống này cho mẹ mày nha. Rồi đây. Không, ngồi đây con uống cho mẹ này. Đây. Rồi, ngồi đây. Ngồi đây uống nha. Đây, ngồi đây uống. Rồi, mẹ mày.
ra đây rồi à? Mẹ lấy bông để may hả? Bông vào để may đẹp nha. Xong rồi cho con rồi này. Đây. Rồi có điện mới rồi nha. Đấy, làm đi sao hồ lan. Nga thích nhá. Đấy. Ừ, để bỏ vào nhìn con đây cô vừa không nào. Nó là to hơn rồi đây này. Nó để mẹ bỏ ra nào. Đấy, làm đấy, tha hồ lan nhá, thích chưa? Đấy, nhé vào đây. Đó, giờ có cái giường mới nhá, rộng thoải mái nhá. Rồi, này, đây, ở đây. Đấy, này, ôi ôm con này, đấy, cái ôm nhá, hai cái gối ôm luôn này. Đó, cả cái giường đó, thích chưa? Đấy, tha hồ chơi nhá, tha hồ chơi. Đó. Thích nha. Ồ, thích nha. Giờ đi là không phải chạy ra ngoài nữa nha. Chưa? Rồi, đi mà. Ở đây chơi nha.